Đây là một tháng mình tạo cái Facebook Reel nha các bạn nhé. Đây, hiện tại đây các bạn xem là 28 ngày qua thì số lượng tiếp cận trên page đó là 4 triệu 800 và lượt tương tác với bài viết là 7 triệu. Và cái số người theo dõi hiện tại bây giờ đang là 21.771 và số lượng tin nhắn đổ về cực nhiều các bạn nhé. Nếu như bạn đang xem cái video này của mình ấy, thì mình xin chia sẻ các bạn một cái cách làm hiện tại bây giờ đang rất là nhiều người đang làm. Đó chính là Facebook Reel. Vậy thì Facebook Reel là cái gì? Và tại sao Facebook Reel bây giờ hiện tại? Thì các bạn tưởng tượng như là Facebook Reel bây giờ ấy, các bạn up video cái là có view ngay. Thì thời điểm hiện tại bây giờ mình test cũng khá là nhiều page mới mà chưa có follow gì cả, là mình đăng lên Reel, đăng lên Facebook Reel thì nó có view ngay. Nên là vì vậy là nếu như bạn nào mà chúng ta chưa triển khai cái Facebook Reel ấy, thì ở cái thời điểm hiện tại thì các bạn có thể vào test luôn nhé các bạn nhé. Thì để test thì các bạn tạo cho mình khoảng tầm độ 5 page pro, pro 5 nhé các bạn nhé. Nhớ kiểm tra cho mình là cái page ấy là pro 5. Sau khi mà các bạn kiểm tra xong rồi thì các bạn có thể up cái video dưới dạng là 9:16, nó giống kiểu dạng video TikTok ấy. Các bạn up lên dưới 60 giây cho mình. Rồi các bạn theo dõi. Một ngày các bạn up cho mình khoảng từ 3 cho đến 5 video, một page một ngày các bạn nhé. Và các bạn làm khoảng một tuần là mình tin chắc chắn rằng cái Facebook Reel của bạn sẽ có kết quả.